Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Khi chúng ta nghĩ đến cái sự dao động ngày càng thấp hơn thì nhiều người lại nghĩ đến siêu chu kỳ Đối với Thuần nên thì chúng ta có thể xem Bitcoin ETF nó giống như là một cái kính phóng đại vậy các bạn nghĩa là gì nghĩa là khi mà chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ bull run thì sẽ dẫn đến dòng tiền đi vào thị trường này lớn hơn rất nhiều so với trước đây đó là một cái cánh cửa mang đến nhiều dòng tiền mà chúng ta không có trước đây và ngược lại các bạn có nghĩa là khi mà tình hình không tốt sẽ dẫn đến dòng tiền rời khỏi thị trường này cũng nhiều hơn trước đây cho nên đối thuận đó thì cái sự lên xuống của thị trường nó vẫn sẽ dao động trong một thời gian. Một phần của những nhà đầu tư ETF cũng là những người đầu tư thông thường như thường với các bạn mà thôi cho nên họ cũng sẽ có những cảm giác như là FOMO hay là sợ hãi. Thông vẫn nghĩ là chúng ta vẫn đang tiếp tục đi trên con đường chu kỳ 4 năm. Ít nhất là thêm một lần nữa, có nghĩa là chúng ta sẽ trải qua cái đợt tăng trưởng này và khả năng năm 2016 chúng ta lại sẽ là một cái năm down year rồi sau đó chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ mới, ít nhất là một lần nữa như vậy và nên nhớ là trong thị trường tài chính không có chuyên gia chỉ có chu kỳ mà thôi chu kỳ lãi suất, chu kỳ các loại tài sản, không có chu kỳ này cũng sẽ có chu kỳ kia các bạn. Một chu kỳ mới sẽ bắt đầu khi mà nhiều người nói bốn từ lần này sẽ khác và cũng sẽ kết thúc khi mà nhiều người nói lần này sẽ khác các bạn. Đó là bốn từ đắt giá nhất trên đầu tư. Để các bạn hiểu rõ hơn thì chúng ta cũng đã nói tới cái biểu đồ tâm lý thị trường rất nhiều lần nhưng mà cũng đã một thời gian dài không nhắc đến rồi. Đối như mà nào mà mới đến kênh thì đây là một cái chu kỳ tâm lý thị trường áp dụng cho tất cả tài sản không phải riêng crypto rồi các bạn. Nó đã có rất lâu rồi nhưng mà đây các phiên bản mà thường dịch lại để các bạn dễ hiểu mà thôi một chu kỳ đó sẽ bắt đầu từ cảm giác hoài nghi và kết thúc ở cảm giác chán nản các bạn các bạn có thể thấy được là cái tâm lý đó thường đi là từ hoài nghi đến hy vọng đến lạc quan đến niềm tin phấn khích hưng phấn đó chính là đỉnh của một chu kỳ rồi sau đó chúng ta bắt đầu là cái chu kỳ xuống giá là từ kiêu căng đến lo ngại đến phủ nhận đến hoảng loạn đầu hàng phẫn nộ, chán nản rồi chúng ta bắt đầu có một cái sự tăng trưởng kế tiếp và bắt đầu từ một cái sự hoài nghi. Đó là cái chu kỳ tâm lý thị trường nói chung các bạn. Và khi chúng ta nghĩ đến bốn từ lần này sẽ khác đó thì có rất nhiều người nói nếu như mà lần nào cũng như vậy thì quá dễ rồi ai cũng làm giàu hết thực sự lần nào nó cũng sẽ tương tự như vậy đương nhiên không giống một trăm phần trăm nhưng mà nếu các bạn zoom ra nhìn vào tất cả những tài sản đó thì tất cả tài sản đều đi theo những chu kỳ các bạn những chu kỳ có thể ngắn hơn dài hơn nhưng mà rất nhiều cái sự tương tự xảy ra Đối với những cái tài sản như là chúng ta nói tới chứng khoán, bất động sản, chúng ta nói tới Bitcoin cũng như vậy. Và điều quan trọng hơn đó là chúng ta nên hiểu được chúng ta đang nằm ở trong dung nào của một chu kỳ. Và cái này là cái sự nhận thức của mỗi một bạn mà thôi giống như là các bạn thấy là mỗi một chu kỳ của Bitcoin tới bây giờ là 4 năm thì tới cái sự tăng trưởng giống như chúng ta trở về năm 2023 đi bắt đầu giá Bitcoin có sự hồi phục thì lúc đó rất nhiều người nói là không đâu cái này là hồi phục giả mà thôi bắt đầu từ một sự hoài nghi các bạn và nghĩ là lần này sẽ khác chúng ta sẽ không có chu kỳ một bốn năm nữa và giá Bitcoin sẽ không có tăng lên cái đỉnh nữa tại vì lý do này hay lý do kia cũng như là chúng ta đã nghe nói rất nhiều năm 2018 và năm 2019 các bạn cuối cùng thì Bitcoin vẫn lập đỉnh mới vẫn theo chu kỳ mà bốn năm nhưng mà lý do tại sao mà chúng ta bắt đầu hình thành cái suy nghĩ lên này, này sẽ khác đó thì đó với một cái chu kỳ tăng trưởng đi giống như là hiện giờ thì chúng ta đang nằm ở đâu ở trong một cái chu kỳ thì trước đây một năm đó các bạn đã nhớ là chúng ta chia sẻ là ở đâu đó giữa hy vọng và lạc quan thì một trong những cách các bạn có thể nghĩ đến chúng ta đang nằm ở đâu cho một cái chu kỳ tâm lý đó thì các bạn có thể nhìn vào những câu hỏi bên dưới các bạn bây giờ có nghe nhiều người nói lần tăng giá này sẽ không thành công những lần khác hay là không thì hầu như không nghe nói tới nữa và chúng ta bắt đầu nghe nói tới những cái giống như là có thể khôi phục và gần đây với Bitcoin đạt được 50.000 đô đó chúng ta bắt đầu nghe rất nhiều những cái comment như là thị trường thật sự uptrend, thật sự đang tăng trưởng rồi. Đó là dấu hiệu của sự lạc quan đối với thuật rồi các bạn. Thì hiện bây giờ đó các bạn thấy được là chúng ta đâu đó giữa lạc quan và niềm tin. Chúng ta chưa đến lúc là nhiều người tập trung vào đầu tư Bitcoin và họ bắt đầu uh, chuyển hướng qua tập trung vào Bitcoin Giống như các bạn thấy được là có rất là nhiều kênh mới xuất hiện hay là có rất là nhiều những cái kênh crypto mà có thể là trước đây không hoạt động nhiều, bây giờ họ hoạt động nhiều hơn Thì đó là cái dấu hiệu của niềm tin đó các bạn Chúng ta đâu đó giữ lạc qua những niềm tin hiện bây giờ đối với Thuần Các bạn nghĩ chúng ta đang ở đâu? Các bạn có thể comment ở bên dưới Nhưng mà trở lại với cái từ lần này sẽ khác đi thì cái sự khó khăn ở đây đó là khi mà giá cả tăng như chúng ta sẽ thấy được là giá bắt đầu tăng từ lạc quan tới niềm tin rồi chúng ta bắt đầu là đạt cái đỉnh mới rồi sau đó tiếp tục tăng trưởng dẫn đến phấn khích nhưng mà chúng ta được là cái thời gian đó có thể kéo dài rất là nhiều không phải biết được chắc chắn là bao nhiêu hay là đỉnh nằm ở đâu cho nên nếu mà chúng ta bắt đầu nghĩ đến là khi nào mới đến hưng phấn khi nào mới kết thúc chu kỳ đó thì các bạn sẽ nghĩ là ờ ừ, có thể là 70 000 80 000 90 ngàn, 100 000 120 000 Không ai biết được hết các bạn Nhưng mà các bạn càng nghĩ đó là đỉnh Nhưng mà nó tiếp tục đạt cái đỉnh mới thì các bạn lại bắt đầu thấy được ồ cái đó không phải là đỉnh đỉnh còn cao hơn nữa và còn cao hơn nữa tới một lúc nào đó, đó thì các bạn sẽ thấy được là trong đầu các bạn sẽ nghĩ là lần này sẽ khác lần này đó thì giá sẽ không có giảm như trước đây nữa đâu không có một cái chu kỳ bear market nữa tại vì chúng ta đã đi vào siêu chu kỳ hay chúng ta đã đi vào một cái chu kỳ mới tại vì có cái này có cái kia có bitcoin etf giống như thường đã từng nghe nói tới là chúng ta có defi thì sẽ không có những mùa đông crypto nữa tại vì người ta có thể là làm nhiều thứ với defi khi mà thị trường không được tốt hay là có game file thì người ta vẫn chơi game thì thị sẽ không có xuống mạnh như trước đây nữa Cuối cùng thì sao các bạn Cuối cùng năm 2022 vẫn là một năm rất là tơi tả Cũng giống như những cái chu kỳ kia nhưng mà cái khó khăn ở đây đó là khi nó cứ tăng như vậy Khiến như các bạn bắt đầu là có những suy nghĩ là lần này sẽ khác Lần này sẽ không có cái chu kỳ 4 năm nữa và cũng ngược lại các bạn khi mà giá xuống đó thì các bạn thấy được là ngay cái chỗ kiêu căng này là những cái thời điểm mà nhiều người nói là đây chỉ là một cái điều chỉnh chút xíu thôi lấy đà mà tiếp tục tăng tại vì sao các bạn tại vì khi mà giá lên đó, thì đó đúng là sự thật khi mà chúng ta thấy là có những cái sự điều chỉnh ở trong cái sự tăng trưởng nó hai mươi phần trăm ba phần trăm là điều chúng ta thường thấy và giá là tiếp tục tăng đạt đỉnh mới thì chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ đó là sự thật và sẽ không có chuyện là sẽ giảm nữa đâu nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng lần này cũng không khác và chu kỳ kỳ cứ như vậy tại vì chu kỳ nó được lập ra là vì lòng tham và, và sự sợ hãi các bạn và chu kỳ có trong tất cả tài sản nó chỉ là khác khung thời gian mà thôi và cho tới bây giờ Bitcoin là chu kỳ mà 4 năm và như thường đã chia sẻ thường là người tin vào lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới <laughs> hy vọng thì cái này có thể giúp đỡ được cho các bạn đương nhiên mỗi người sẽ có mọi nhận thức khác nhau thôi nghĩ là như vậy nhưng mà các bạn có thể nghĩ là chúng ta đang ở một cái nơi khác trong chu kỳ tâm lý này đó là cái nhận thức của mỗi một bạn nhưng mà quan trọng hơn nữa là các bạn hãy nghĩ đến là chúng ta đại khái đang nằm ở trong cái khu vực nào nó quan trọng hơn là chúng ta đón đỉnh hay là đáy ở đâu hay là điều chỉnh sẽ là sâu bao nhiêu hay là đợt này tăng trưởng tới bao nhiêu. Cái đó rất là khó các bạn nhưng mà chúng ta có thể nghĩ được là chúng ta đang nằm đại khái đâu đó trong một cái chu kỳ. Cái đó nó giúp ích được nhiều hơn đối với Thuận là một người đầu tư dài hạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn